Các bạn đang nghe chuyện Người yêu cũ thấy tôi ăn lẩu một mình của tác giả Hồ Diễu trên kênh truyện ngôn tình cổ đại do Totoro Chan diễn đọc. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc khi nghe chuyện để tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số ví Momo, tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 37. Khi ấy non nớt thì non nớt thật, nhưng dịu dàng cũng rất dịu dàng. Chỉ cần cô cau mày, anh sẽ vô cùng căng thẳng, chỉ sợ cô không thoải mái. Đâu như bây giờ, anh quyết ý làm ngược lại, cố tình khiến cô thấy khó chịu. Diệp Dương muốn gọi tên anh, muốn quay đầu nhìn anh, muốn hôn anh, nhưng cô biết anh không cần những thứ dịu dàng này. Xong việc, Trương Kiền ôm cô nghỉ ngơi. Diệp Dương thấy mệt lạ, đầu gối mềm nhũn. Anh kéo cô, đặt cô trở lại tấm ván cửa. Gò má cô ướt đẫm, ánh mắt mơ màng, nửa thuần khiết, nửa nhuốm dục vọng. Giọng nói mang vẻ tủi thân buồn khổ vì chịu uất ức mà không trả đũa nổi. Anh dễ chịu chưa? Trương Kiền vịn eo Diệp Dương, một tay anh giữ gò má cô, hôn cô. Một cái hôn nhẹ như gió xuân, dịu dàng mềm mại vô cùng. Chỉ là nó chẳng vương chút tình cảm, như một cái hôn an ủi, ân hận vì sự thô bạo ban nãy của mình. Tiếng Lý Tiểu Bạch vọng lại từ phòng khách, như sợ quấy rầy hai người, nhưng lại cũng sợ họ không nghe thấy, nên chất giọng âm vang của Lý Tiểu Bạch lại thoáng phần chột dạ. Cưng ơi, ban nãy có người bạn gọi điện cho tớ, bảo là bị ốm, muốn tớ tới chăm. Đêm nay chắc tớ không về đâu, cậu ở nhà một mình cẩn thận nhé. Sau một loạt tiếng bước chân, nghe cách một cái, cửa đã được đóng lại. Trương Kiền dừng lại, anh vuốt ve gò má cô, ôn tồn nói, anh đi tắm đây. Nói rồi anh chỉnh trang lại quần áo, mở cửa bước ra. Phòng tắm nằm cạnh phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ đang mở. Diệp Dương nghe được tiếng nước rào rào. Diệp Dương ngồi ngẩn ra phía cuối giường một lúc. Cô sửa sang lại váy, thay dép lê, tìm chiếc áo t-shirt và quần xoạc rộng rãi mặc ở nhà, lấy đồ tẩy trang rửa mặt. Chẳng mấy chốc Trương Kiền đã bước khỏi phòng tắm. Trương Kiền bước ra rồi, Diệp Dương không nói gì với anh mà cứ thế bước thẳng vào. Chiếc gương trước bồn rửa mặt mờ nhòa, Diệp Dương vươn tay lau, rồi tẩy trang trước gương. Tẩy trang xong, cô rửa mặt rồi đi tắm. Dưới làn nước nóng, nỗi xúc động ban nãy dần lắng xuống, lý trí cũng đã quay lại. Cô hối hận vì sự nhu nhược và mê muội mới nãy của mình, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không nợ gì anh nữa, về sau chắc cũng sẽ chẳng chột dạ trước anh. Sau khi bước ra ngoài, Diệp Dương thấy đèn phòng bếp đang sáng. Cô ngờ ngợ bèn tiến lại nhìn. Trương Kiền đang ngồi trước bàn, ăn hoành thánh Lý Tiểu Bạch mua cho Diệp Dương. Thấy cô xuất hiện với mái tóc rối ướt rượt, anh buông thìa, híp mắt quan sát cô. Hầu như họ luôn gặp nhau tại những nơi lịch sự trang trọng. Cô, người yêu cũ trong mắt anh, là một người đẹp thành thị, trang điểm kỹ càng tinh tế, thướt tha yêu kiều. Nhưng anh đã gặp quá nhiều rồi những người đẹp thành thị như cô, hay thậm chí là xuất sắc hơn cả cô. Nói thật, anh không có cảm giác mới lạ gì. Vậy mà dáng vẻ xuề xòa không trải chút của cô lúc này lại khiến anh thấy mới mẻ. Diệp Dương ngạc nhiên, nói, sao anh vẫn chưa đi? Trương Kiền nhìn cô hồi lâu rồi mới cầm thìa lên. Anh đói. Diệp Dương không muốn nói gì nữa. Cô đáp lời anh rồi trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ có gì đó khang khắc. Diệp Dương đứng cuối giường, nhìn giá để đồ trên đầu giường một lúc. Cô chợt phì cười vui vẻ. Phía trên chiếc giường mét rưỡi có đóng kệ gỗ bày đồ có cùng chiều rộng. Kệ bày 4 khung tranh hình vuông khắc poster phim điện ảnh với kích thước khác nhau. Trên cùng là một chậu cây nhỏ. Ban đầu, cô muốn bày 4 khung tranh này sao cho nghệ thuật. Thử cả chục cách rồi nhưng vẫn không hài lòng, cuối cùng mới bực bội đặt bừa. Nhìn vừa mắt nên thỉnh thoảng cô còn gật gù đắc ý, cảm thấy gu thẩm mỹ của mình cũng khá ra trò. Giờ Trương Kiền chỉ dịch vị trí chúng đôi chút mà thôi, cũng đã tạo nên vẻ nghệ thuật ý vị. Diệp Dương cười được một nửa thì cảm thấy không ổn, nụ cười của cô tan biến. Cô không biết nên làm gì, bèn bước tới trước bàn vi tính, mở laptop ra xem bừa một tập Friends. Ngày trẻ cô rất thích xem bi kịch, kiếm tìm sức mạnh trong cơn rung động. Nhưng mấy năm nay, càng lúc cô càng thích xem những thứ ấm áp, bình yên, thường xuyên thấy xúc động trước những câu chuyện nhỏ nhặt chẳng mấy quan trọng. Phim còn chưa hết, Trương Kiền đã đẩy cửa bước vào. Diệp Dương biết nhưng không quay đầu nhìn anh. Đến tận khi anh dừng bên bàn, cô mới nghiêng đầu lại. Trương Kiền thấy trên bàn có hộp kẹo cao su. Anh bèn cầm lấy một thanh bỏ vào miệng, rồi bế cô lên ngồi xuống ghế, đặt cô lên đùi mình. Diệp Dương muốn leo xuống, nhưng anh lại giữ chặt eo cô, không để cô nhúc nhích. Tuy vậy, dường như anh cũng chẳng có hứng thú gì với cô.
mà chỉ thích thú trước bộ phim hài kịch này thôi. Diệu Dương chỉ đành ôm lấy cổ anh, ổn định lại cơ thể. Anh là một người đàn ông rắn giỏi, nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, mà là xương thịt rắn chắc. Mặc áo trông hơi gầy, cởi ra lại cường tráng. Ngắm nhìn vui mắt, mà ôm lại khiến người ta nảy sinh cảm giác an toàn. Đương nhiên, nếu để anh phải chơi chiêu ác thì cũng chẳng có kết cục gì hay ho. Người anh có mùi xà phòng thơm tho sạch sẽ, mùi hóc môn của người đàn ông trưởng thành và hương xà phòng hòa trộn với nhau, khiến người ta phải nảy sinh ý nghĩ bậy bạ. Nhưng vừa thấy gương mặt vô cảm nọ thì cái loại ý nghĩ bậy bạ này cũng phải tan mất phân nửa. Diệp Dương cứ bồn chồn nghĩ vẩn nghĩ vơ, xem hết một tập Friends dài 20 phút cùng anh. Bộ phim kết thúc, Diệp Dương cũng vùng khỏi chân anh như được ân xá. Trương Kiền đứng dậy cầm lại áo khoác và điện thoại của mình, nói với cô. Không phải em bảo em tiễn anh sao? Đi thôi. Diệp Dương không thay đồ, chỉ phủ thêm chiếc áo khoác. Hai bên cổng ra vào có trồng vài khóm dâm bụt hồng, giờ đang độ hoa nở, dâm bụt nở bung đẹp vô cùng. Gió thổi, nhánh hoa lại khẽ đung đưa, trông vô cùng ý vị. Diệp Dương bước xuống thềm, lông cùng Trương Kiền lướt qua khóm dâm bụt. Cô chợt dừng bước, Trương Kiền dừng lại theo cô. Mượn ánh trăng, Diệp Dương quan sát kỹ càng mấy khóm dâm bụt với thái độ nghiêm túc như đang chọn hoa hậu. Cuối cùng, cô dừng lại trước nhành dâm bụt mọc cao nhất, vươn tay nhón cảnh hoa phía trên đỉnh đầu, rồi quay sang nhìn Trương Kiền nói. Em ở đây 3 năm, chưa hái trộm hoa bao giờ. Hôm nay là ngoại lệ, bị mắng thì chịu vậy. Cô tiến lại, cài bông hoa vào túi áo sơ mi của Trương Kiền. Chỉ nhớ hoa nở không nhớ người, em tặng anh đừng chê. Trương Kiền đưa mắt nhìn đóa dâm bụt trước ngực. Trước đó cô cũng từng có rất nhiều thời khắc như lúc này. Sự lãng mạn của con người thật thà luôn đến thật đột ngột. Anh thường thấy ngỡ ngàng, lạ kỳ. Về sau hồi tưởng lại, sau một khoảng thời gian dài, anh mới cảm thấy sâu sắc tình cảm. Anh rút bông hoa khỏi túi, cúi đầu ngửi, thoang thoảng hương thơm rồi anh lại nhìn cô. Diệp Dương nói, đi thôi. Hai người bước trên đường, Diệp Dương định gọi taxi cho anh. Nhưng đột nhiên anh lại nổi hứng nói muốn ngồi xe buýt. Diệp Dương hỏi địa chỉ, tra tuyến xe, rồi đưa anh tới trạm xe buýt dưới cầu vượt. Đêm đã khuya nhưng vẫn còn cả tốp người đợi xe. Người đứng, người ngồi, người chồm hổm trên mặt đất, chẳng ai nói gì, như những pho tượng câm. Đây là trạng thái bình thường của đám nhân viên công sở sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chẳng ai muốn quan tâm tới chuyện gì nữa. Diệp Dương mượn ánh đèn xe dày đặc trên đường để nhìn biển trạm, phát hiện ra đây là xe đi hướng ngược lại. Xe của Trương Kiền ở phía đối diện. Diệp Dương cảm thấy mình tiễn Trương Kiền tới đây đã là đủ lịch sự rồi. Đi cùng anh nữa thì lại vượt mức lễ độ. Thành ra quyến luyến không rời. Cô quay lại trỏ hướng đối diện nói. Không phải là bên này đâu, là phía kia cơ. Anh đi qua cầu vượt là tới. Trương Kiền khựng lại, anh nhìn cô. Tiễn khách chỉ tiễn nửa đường thôi sao? Ai dạy em phách lịch sự này vậy? Diệp Dương mím môi, tự học thành tài. Trương Kiền nói thẳng, tự học dễ làm đường, đi thôi. Diệp Dương và anh cùng băng qua cầu vượt. Cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn tòa tháp ngắm sao, tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố này. Nó mang phong cách thiết kế độc đáo, đứng giữa khu vực dày đặc những tòa nhà kinh doanh sầm uất mà như hạc giữa bầy gà. Buổi tối thật quyến rũ. Diệp Dương ngẩng đầu, mọi thứ đã kết thúc rồi. Lần sau gặp lại, họ sẽ chỉ là những con người xa lạ. Cô như chút được gánh nặng, cũng tựa hồ buồn bã mất mát, chỉ không biết cảm xúc nào mãnh liệt hơn. Nhưng cô mong đó là chút được gánh nặng. Diệp Dương mang ý nghĩ vẩn vơ, đi một đoạn đường dài. Đến khi bừng tỉnh cô phát hiện không thấy Trương Kiền đâu, bèn vội quay người tìm anh. Đường theo ánh đèn, cô nhìn thấy người đang đứng bên lan can ngay giữa cầu. Trước đây, lúc đi đường Diệp Dương cũng cứ luôn mơ màng. Mỗi lần Trương Kiền bắt gặp cảnh tượng này, anh sẽ tự động dừng lại, cứ để cô đi tiếp. Trông xem rốt cuộc đến bao giờ cô mới hoàn hồn, phát hiện mình đã để tuột mất anh ở phía sau rồi. Diệp Dương lặp lại mấy lần rằng nếu tình trạng này có xảy ra thì anh hãy gọi cô lại. Nhưng Trương Kiền chưa từng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, trừ khi cô mơ màng trong lúc đang qua đường. Trương Kiền nói anh muốn mượn chiều dài quãng đường cô bước để đoán xem cô mơ màng tới chừng nào. Chỉ là trước đó, Diệp Dương bỏ anh lại phía sau, đến khi quay đầu tìm, anh sẽ chạy lại bên cô. Lần này Diệp Dương dừng lại tìm anh. Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Diệp Dương chỉ đành quay lại, dừng bước trước mặt anh, biết mà cô còn cố hỏi. Sao anh không đi tiếp? Trương Kiền vươn tay kéo cô lại. Anh nâng mặt cô lên, không nói lời nào, hôn lên môi cô. Diệp Dương giữ lấy tay anh theo bản năng, rồi vội vã choàng lấy cổ anh.
Đầu lưỡi anh tiến thẳng, quét qua khoang miệng cô như cơn cuồng phong sóng dữ, khiến cô không thể bắt kịp với tiết tấu của anh. Anh siết lấy eo cô, khiến cô áp sát lấy người mình không một kẽ hở, bàn tay còn lại lần vào áo cô không chút kiêng dè, vuốt về cuồng nhiệt. Ban nãy khi ân ái với nhau, anh gần như không chạm vào những nơi khác trên người cô, như một thứ máy móc lạnh băng. Tới giờ Diệp Dương mới cảm nhận được đôi chút cảm xúc thật sự của anh. Lòng dạ Diệp Dương trở nên yếu mềm, cơ thể nhũn ra, không thể chịu nổi mà phải rời khỏi môi anh. Bàn tay đang giữ lấy eo cô ấn mạnh, kéo cô trở lại, rồi lại giải những nụ hôn dọc theo gáy. Trong cơn mê man, Diệp Dương nhận ra có người đang lên cầu. Cô biết họ phải dừng lại, nhưng lại không nỡ chấm dứt. Cô gần như bật khóc. Trương Kiền. Trương Kiền bỗng buông cô ra. Anh cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất lên, rồi bước đi mà chẳng buồn quay đầu lại lấy một lần. Nhanh tới độ động tác vươn tay ôm anh của Diệp Dương còn chưa buông xuống. Diệp Dương vịn lan can đứng ngẩn ra một lúc, sau đó cô vuốt mặt, đưa tay ra sau lưng cài lại áo như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi bước theo hướng ngược chiều anh đi. Vào tới khu chung cư rồi, Diệp Dương nhớ tới Lý Tiểu Bạch, bèn cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Tiểu Bạch hỏi cô ấy đang ở đâu. Lý Tiểu Bạch nói mình đang ở nhà bạn trai. Diệp Dương yên tâm hơn đôi chút, cô nhắn cảm ơn Lý Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại nói, cảm ơn gì chứ, có qua có lại mà. Diệp Dương cười đùa, ý tớ bảo là Hoành Thánh ấy. Lý Tiểu Bạch gửi một tràng cười khanh khách tới, vậy thì không phải khách sáo đâu. Trương Kiền ngồi đợi xe buýt trên bến xe. Nhành dâm bụt trước ngực bị đè nghiến bẹp dí. Anh rút cành dâm bụt ra, vo tròn bông hoa đã bị nghiến bẹp. Cánh hoa rơi lả tả xuống đất, nhưng trông vẫn rất đẹp. Đó là vẻ đẹp sau khi phải hứng chịu chà đạp nhục nhã. Anh chơi đùa vò nó giữa đầu ngón tay. Sau khi xe buýt tới trạm, anh lên xe, nhớ tiếng gọi Trương Kiền day dứt muốn nói lại thôi ấy. Chợt có nỗi do dự thoáng qua trong anh, nhưng cuối cùng anh vẫn lên xe. Chương 38. Diệp Dương về nhà, vào phòng ăn dọn dẹp. Bát Hoành Thánh được chén gọn, cả nước dùng cũng chẳng dư lại. Chắc lúc tiệc anh chỉ bận tiếp rượu, không rảnh đâu mà kiếm đồ bỏ bụng. Thật ra cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Không phải cô không rảnh lo ăn uống, mà vì không quen ăn, cô thà ăn malatang bên lề đường còn ngon hơn. Dọn sạch bàn xong, cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Diệp Dương tắt đèn nằm xuống giường, phát hiện mình không hề buồn ngủ. Như có cuốn phim đang tua ngược trong đầu cô nhớ lại lúc họ hôn nhau, lúc họ ân ái. Càng ép mình đừng nhớ, cô lại càng hồi tưởng về nó. Cô ngờ ngỡ, không biết mình đang nhớ tới Trương Kiền hay vì lâu lắm rồi không động tới chuyện chăn gối nên không nén được cảm xúc. Cô bỏ dậy định tìm rượu uống thì phát hiện đã hết rượu rồi. Vậy là cô khoác áo xuống cửa hàng tiện lợi 24/7 trong khu chung cư mua rượu. Lúc về cô đã chẳng còn hứng uống, chỉ thấy đói. Diệp Dương vào bếp, thấy trong tủ lạnh có rất nhiều Hoành Thánh đã cất sẵn từ trước, cô bèn bỏ nửa túi ra. Cô ăn ít Hoành Thánh, lại nhấm mấy ngụm rượu, rồi mới bình tĩnh trở lại. Không biết có phải do mọi chuyện xảy ra hôm nay quá kích thích hay không, mà cô lại mơ thấy một giấc mơ ướt át. Trong mơ, cô và Trương Kiền quấn quýt trên giường, anh siết lấy eo cô, hỏi cô, thế này có nhạt nhẽo không? Cô ôm lấy cổ anh khóc, hỏi tại sao anh lại quay về với Lương Trâm nhanh tới vậy? Cô còn mơ thấy Trương Kiền và Trình Ninh chưa chia tay nhau, cô lại gặp họ trong nhà hàng lẩu, bọn họ bước tới chào hỏi cô. Khi tỉnh dậy, Diệp Dương cảm thấy mình điên mất rồi. Cô bèn dậy sớm sắp xếp đồ đi leo núi. Lá đỏ trên núi vẫn chưa ngả hồng, cũng chẳng có gì đáng xem. Nhưng cô vẫn loanh quanh trên núi cả ngày, còn mua rất nhiều đồ lưu niệm. Lúc về đến nhà, thậm chí cô còn chẳng muốn mở cửa phòng, cứ thế ngồi phịch xuống sofa phòng khách. Lý Tiểu Bạch bước khỏi phòng ngủ phụ, nhìn chiếc ba lô của cô. Lý Tiểu Bạch cười nói, cậu đi đâu mà trông mệt thế? Diệp Dương uể oải, leo núi. Lý Tiểu Bạch tiến lại máy lấy nước, cầm cốc nhựa lấy nước cho Diệp Dương. Vừa rót, Lý Tiểu Bạch vừa hỏi, đi với người yêu à? Lý Tiểu Bạch cất câu hỏi rất tự nhiên, nhưng lại mang vẻ mập mờ trêu chọc. Diệp Dương nhớ tới hôm qua mà đắng cả họng. Cô ngồi bật dậy nhận lấy cốc nước Lý Tiểu Bạch đưa. Cô hớp một hớp rồi mới nói, tớ đi một mình. Lý Tiểu Bạch cười nói, sao người yêu cậu không đi cùng? Diệp Dương rất muốn bảo Trương Kiền không phải là người yêu cô, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng đôi ba câu. Cô bèn bảo anh không có thời gian để gạt chuyện đi. Nói tới đây, Lý Tiểu Bạch nhớ ra điều gì, bèn trở lại phòng khách. Lúc đi ra, cô ấy cầm theo chiếc đồng hồ, đưa cho Diệp Dương. Tớ thấy trong phòng tắm đấy, của người yêu cậu à? Diệp Dương nhận lấy, đưa mắt nhìn.
Đây là đồng hồ của Trương Kiền thật. Cô ngước mắt nhìn Lý Tiểu Bạch. Cậu thấy nó ở đâu vậy? Lý Tiểu Bạch hất hàm hướng nhà tắm nói. Ở ngăn kéo dưới bồn rửa tay ấy. Cô lại cười. Đồng hồ hơn 200.000 tệ cơ đấy. Diệp Dương, người yêu cậu làm gì vậy? Sao giàu thế? Diệp Dương khựng lại. Cô nói. Anh ấy thích đồng hồ thôi mà. Lý Tiểu Bạch cười. Đúng là thú đốt tiền. Diệp Dương không lên tiếng. Chỉ cụp mắt nhìn chiếc đồng hồ nam trong tay. Cô thoáng ngờ ngợ. Để quên món vật dụng cần thiết thường ngày như vậy mà đến giờ anh vẫn chưa phát hiện sao? Thứ hai, lúc đi làm, Vương Ngạn gọi Diệp Dương tới phòng làm việc, rót cho cô một ly cà phê tự tay mình xay. Diệp Dương được ưu ái đâm lo sợ. Sau đó cô phát hiện cả cách ăn nói của Vương Ngạn với mình cũng đã thay đổi. Trước đó, dù Vương Ngạn có hòa nhã thân thiết với cô thế nào, thì anh ta cũng mang giọng điệu của một ông sếp đứng trên cao. Nhưng giờ vẻ cao xa vời vợi ấy đã mềm mỏng đi nhiều. Khi nhắc đến dự án của giám đốc Hàn, anh ta còn dùng giọng điệu thương lượng. Vương Ngạn chậm chậm thốt. Nhờ có em đang bước mà giám đốc Hàn mới tìm tới chúng ta. Thật ra tôi nghĩ để cô phụ trách thì sẽ yên tâm hơn. Nhưng sáng nay thời đại bảo bán cờ danh lợi sắp có buổi thuyết trình vòng 2 rồi. Dặn chúng ta chuẩn bị kế hoạch chi tiết hơn. Vào được vòng 2 nghĩa là có hy vọng. Tôi muốn để Ngô Tình chăm chút lại kế hoạch của ván cờ danh lợi cùng cô. Tôi thì đưa Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất đi gặp giám đốc Hàn. Cô thấy thế nào? Diệp Dương thật sự không ngờ ván cờ danh lợi sẽ còn buổi thuyết trình vòng 2, càng không ngờ Phương Viên vẫn còn cơ hội. Nhưng cô biết, đột nhiên Vương Ngạn đưa ván cờ danh lợi cho cô, cũng là nhờ phúc Trương Kiền. Diệp Dương do dự, dự án này là của Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất mà. Giờ em đột ngột thế chân họ, liệu họ có thấy khó chịu không? Vương Ngạn biết nỗi lo lắng, đắn đo của cô, anh ta an ủi. Trước đó cũng từng có dự án do cô viết kế hoạch, nhưng về sau lại chuyển cho họ mà. Làm dự án cũng phải chọn người. Có cái cô làm được, có cái không. Có cái họ làm được, có cái lại không thể. Về tình về lý, ván cờ danh lợi phù hợp với cô hơn. Và lại, nếu lấy được dự án của phía giám đốc Hàn thì đó cũng là một dự án trọng điểm. Để họ thử trước cũng hay. Dẫu sao có nhiều dự án cũng chẳng phải ý dở. Diệp Dương không nói gì thêm. Cô chỉ đáp, cảm ơn giám đốc Vương. Vương Ngạn động viên cô, nếu chúng ta nắm được ván cờ danh lợi thì tôi để cô phụ trách luôn. Làm hai dự án liền tù tì thì vất vả thật, nhưng lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Năm sau dự án kết thúc thì cô cũng đã dày dạn tương đối rồi, đã đến lúc được cân nhắc thăng chức. Khi ấy, cô với Ngô Tình sẽ cùng giúp tôi quản lý phòng dự án. Về chuyện thành viên góp vốn thì mọi người thấy rõ thành tích cô nổi trội. Mấy thành viên góp vốn khác chắc cũng đồng ý để cô tham gia thôi. Chuyện này cũng dễ lắm. Lúc bước khỏi phòng làm việc của Vương Ngạn, lòng Diệp Dương rối như tơ vò. Rõ ràng Vương Ngạn coi trọng mối quan hệ riêng tư giữa cô và Trương Kiền nên mới hất Quách Thắng Nam và Lâm Thiên Nhất ra, đẩy cô lên. Anh ta hứa hẹn cho cô vào viễn cảnh tươi đẹp, mong cô có thể cố gắng hết sức mình. Dù trước đó Vương Ngạn cũng từng tạo áp lực cho cô, nhưng khi ấy ván cờ danh lợi không phải là dự án của cô. Cô còn có thể qua quýt lấy lệ, có thể lần nữa kéo dài. Thất bại hay thành công cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng giờ dự án này là của cô không thể không để tâm. Hơn nữa Phương Viên phải bước vào vòng 2, đúng thần là bọn họ có cơ hội được chọn. Ở vào tình huống trình độ của các bên không chênh lệch nhiều, lợi thế của quan hệ cá nhân sẽ phát huy tác dụng. Cô không khôn lỏi lợi dụng. Khác có người khác thừa cơ tư lợi, nhưng chẳng lẽ cô thật sự phải mặt dày đi tìm Trương Kiền sao? Nếu cô có vứt bỏ tất thảy, dẫm lên thể diện của mình, đổi lấy danh dự, lấy tiền đồ, thì cũng phải hữu dụng cái đã. Còn lỡ đánh bạc một phen mà không đổi được gì mới gọi là thảm. Nhưng nếu chỉ nghĩ đơn giản dùng kế hoạch để giành lấy phần thắng, thì dự án của họ phải xuất sắc tới nhường nào. Sau khi tan sở, Diệp Dương nhận được tin nhắn của Diệp Vị Quân hỏi, cô đã cân nhắc chưa? Diệp Dương hỏi anh đang định đi đâu? Diệp Vị Quân không đáp, chỉ hỏi cô muốn đi đâu? Diệp Dương nói, nếu hỏi em thì em muốn đi Nga. Diệp Vị Quân hỏi, sao lại muốn tới đó? Diệp Dương nói, nghe nói đi tàu hỏa tới Moscow, phong cảnh ven đường rất đẹp, em muốn ngắm trọn cảnh đẹp đó. Diệp Vị Quân gửi cho cô cảnh chụp hình tàu hỏa tới Moscow, chỉ có 2 chuyến tàu. Anh nói, đẹp thì đẹp thật, nhưng đi mất đến 6 ngày. Diệp Dương gửi một icon mặt ngầu, bình thường thì em không dám nghĩ, nhưng lần này đi đúng dịp Quốc Khánh thêm cả kỳ nghỉ phép hàng năm, cũng được nửa tháng. Nếu dùng nốt cả mấy ngày nghỉ bù nữa thì thừa 20 ngày. Diệp Vị Quân hỏi, em chắc chắn chưa? Nếu chắc chắn thì chúng ta làm visa trước, những chuyện khác thì cứ bàn từ từ. Diệp Dương không đáp hỏi anh thì sao? Anh định đi đâu? Diệp Vị Quân nói,
Trước đó anh nghĩ nếu em không có thời gian thì anh sẽ đăng ký tour du lịch đi Anh một chuyến. Diệp Dương gửi icon cười ha ha. Em chỉ muốn đi thư giãn thôi, không biết chọn chỗ đâu. Anh cứ chọn đi. Diệp Vị Quân nói, vậy lần này chúng ta đi Anh nhé. Anh đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Nếu tới đó, anh có thể làm hướng dẫn viên cho em. Diệp Dương thoáng nghĩ ngợi rồi nói, em thế nào cũng được. Về tình cảm, Diệp Dương không muốn đi lắm. Nhưng trên lý trí cô cảm giác mình nên cho bản thân một cơ hội. Nếu cô cứ thiếu kiên nhẫn như vậy, thì dù người ta có tốt hơn, cô cũng sẽ để lỡ. Hơn nữa, giờ người ta đang có mút, kêu gọi có kết hôn thì đừng có lấy kiểu nhà quê tham vọng. Vậy mà một anh chàng dân bản địa sinh ra lớn lên ở thành phố như Diệp Vị Quân lại không hề phiến diện chút nào, biểu hiện của anh tới tận giờ cũng đã hiếm có lắm rồi. Diệp Dương bắt đầu viết đơn xin visa theo lời hướng dẫn của Diệp Vị Quân. Mới bắt đầu điền, điện thoại cô đã reo lên. Trương Kiền gọi điện tới, Diệp Dương đoán anh gọi tìm đồng hồ. Nghe máy hỏi anh, quả đúng là vậy. Cô hỏi khi nào anh tới lấy. Anh bảo 20 phút nữa. Diệp Dương sợ mình không nghe thấy chuông, bèn để mở cửa phòng ngủ. Hơn 10 phút sau, nghe có tiếng ấn mật mã tinh tinh ngoài cửa. Cô biết Lý Tiểu Bạch đã về rồi. Hình như Lý Tiểu Bạch đưa khách về. Lúc vào nhà hai người còn trò chuyện cùng nhau. Kinh nghiệm mách bảo Diệp Dương chắc hẳn đây là bạn trai của Lý Tiểu Bạch. Lý Tiểu Bạch bước tới cửa phòng, thấy cô đang gõ chữ lách tách, bèn gõ cửa cười. Cưng, xem tớ đưa ai tới cho cậu này. Diệp Dương ngoảnh đầu lại, cô thấy Trương Kiền đang đứng nhìn mình trước cửa. Cô sững sờ, Lý Tiểu Bạch cười. Tớ gặp anh ấy dưới nhà đấy, nhưng không dám chào hỏi gì. Vào thang máy thấy anh ấy bấm tầng 4, tớ mới đoán là tới tìm cậu. Cậu xem có trùng hợp không? Diệp Dương rời mắt nhìn Trương Kiền sang Lý Tiểu Bạch. Cô cười, hôm nay cậu về muộn quá. Lý Tiểu Bạch thở dài, đồng nghiệp sinh nhật mà, mời bọn tớ tới quán karaoke, ăn chơi, rồi về hơi muộn. Rồi cô ấy lại liếc Trương Kiền cao ráo, trêu, người yêu cậu đẹp trai thật đấy. Cậu có phúc lắm nhé Dương Dương. Thoạn cái mặt Diệp Dương đã đỏ bừng. Lý Tiểu Bạch thấy cô ngại ngùng mà đâm lạ, lại liếc Trương Kiền. Trương Kiền không nói gì, chỉ nhìn Diệp Dương. Bầu không khí trở nên im ắng. Lý Tiểu Bạch dần cảm nhận được cảm giác thẹn thùng chỉ có giữa một đôi tình nhân đang say mối tình đầu. Cô chợt cảm thấy mình là người thừa phá đám, bèn vội vã mượn cớ lẻn mất. Lý Tiểu Bạch đi rồi, Diệp Dương không nói năng gì với Trương Kiền. Cô đứng dậy cầm chiếc đồng hồ trong hộp mây đặt nơi góc tủ ra. Lúc trở lại, cô thấy Trương Kiền đã bước vào rồi. Anh đang đứng trước bàn máy tính của cô. Diệp Dương bước tới đưa đồng hồ cho anh. Anh vươn tay ấn màn hình, nhìn không chớp mắt. Nhưng bàn tay lại tiếp đúng đồng hồ. Anh vừa đeo đồng hồ vừa nói, truyền thông số. Diệp Dương chợt thấy khó hiểu. Sao cơ? Trương Kiền lời ít ý nhiều, làm cho tốt phần truyền thông số. Diệp Dương rõ ý ngoài mặt chữ, nhưng cô lại có cảm giác mình không hiểu hết tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Cô nhìn Trương Kiền. Trương Kiền không nói gì thêm. Anh cụp mắt đeo đồng hồ. Chiếc điện thoại trên bàn của Diệp Dương chợt reo lên. Trương Kiền liếc nhìn theo bản năng. Lúc nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, anh lại cụp mắt. Diệp Dương cầm lên đọc. Trương Kiền đeo đồng hồ xong bèn ngước mắt nhìn cô. Anh lạnh nhạt. Diệp Vị Quân là kiểu người giống anh sao? Diệp Dương không biết anh đang nói gì. Trương Kiền lại cất lời. Anh nhắc em một câu. Anh ta không phải đâu. Nói rồi anh sải bước rời khỏi phòng. Chỉ vài giây sau, Diệp Dương đã nghe tiếng cửa khép lại. Chương 39. Diệp Dương ngồi lại nhìn bản kế hoạch ván cờ danh lợi trên màn hình. Rồi lại ngẫm nghĩ cẩn thận hai câu liên quan tới truyền thông số mà Trương Kiền nhắc. Cô không biết mình đoán trúng không? Vậy nên hôm sau tới công ty, gặp Vương Ngạn, cô bèn kể với anh ta lời của Trương Kiền. Vương Ngạn cảm thấy có lẽ Trương Kiền muốn nói thời đại khá coi trọng mạng truyền thông số, nhắc bọn họ dốc sức làm cho cẩn thận, hoặc anh có ý chỉ. Phần truyền thông số trong bản kế hoạch trước đó của bọn họ thiếu sót, cần phải gọt giũa thêm. Dù anh có ý gì đi chăng nữa thì trọng tâm vẫn là truyền thông số. Tuần kế, Vương Ngạn, Ngô Tình và Diệp Dương cầm bản kế hoạch tới thời đại. Lần này có tổng cộng hai công ty. Ứng cử viên còn lại chính là truyền thông vô hạn, công ty phụ trách marketing cho Diệp Hạn. Vì chỉ có hai công ty tham dự, và lại đây cũng chẳng phải cuộc thi thố chính thức, nên mọi người chỉ ngồi trong phòng họp xem bản kế hoạch. Sau khi được khai thác chi tiết, bản kế hoạch của vô hạn còn ấn tượng hơn trước. Vương Ngạn và Diệp Dương xem mà thấp thỏm không yên, nhưng sự thấp thỏm lo âu này cũng không kéo dài lâu. Hai hôm sau, Cố Cảnh Minh đã liên lạc với Vương Ngạn. Cố Cảnh Minh nói với Vương Ngạn rằng lãnh đạo phía thời đại cảm thấy Phương Viên nắm dự án không chắc bằng vô hạn, nhưng phần truyền thông số lại rất linh hoạt.
chiếm ưu thế hơn. Thời đại giao mảng truyền thông số cho Phương Viên, dặn họ sau kỳ nghỉ lễ chuẩn bị bản kế hoạch marketing truyền thông số và báo giá. Nếu không có vấn đề gì thì hai bên sẽ ký hợp đồng. Cố Cảnh Minh nói vậy, Vương Ngạn chợt hiểu ngay dụng ý trước đó của Trương Kiền. Trương Kiền biết thực lực Phương Viên khó lòng lấy được dự án, nhưng vì tình cảm với Diệp Dương nên anh muốn cho bọn họ một cơ hội. Vì vậy, Trương Kiền mới nhắc bọn họ phát huy ưu thế của mình. Khi ấy, anh có thể đường hoàng đẩy mảng truyền thông số ra cho Phương Viên. Công tử chọn vẹn đôi đường, quả là gian xảo. Sau khi nói với Diệp Dương chuyện này, Vương Ngạn phát hiện dường như cô không hề vui vẻ chút nào. Anh ta lấy làm lạ, bèn hỏi tại sao. Diệp Dương mím môi, cuối cùng cô vẫn quyết định phải nói ra. Diệp Dương khẽ thốt, giám đốc Trương, em có một thỉnh cầu không được hợp lý lắm. Vương Ngạn không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, bèn mù mờ nhìn cô. Cô nói đi. Diệp Dương hít sâu một hơi nói, nếu công ty ta ký được ván cờ danh lợi, thì em mong anh hãy giao nó cho người khác. Tại sao? Vương Ngạn nhìn cô đầy khó hiểu, rồi anh ta lại nảy ra ý gì? Cô sợ người ta đồn thổi gì mình với giám đốc Trương hả? Diệp Dương không sợ đồn thổi, mà cô sợ Trương Kiền. Trước đây Trương Kiền có người yêu, cô thấy mọi chuyện ổn thỏa không vướng mắc gì. Giờ anh chia tay rồi, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người còn có khúc mắc. Cô sợ mình bị anh mê hoặc, nảy sinh ý nghĩ bậy bạ. Và một khi đã nghĩ tới những chuyện này thì rất khó khống chế bản thân. Muốn kiểm soát chỉ có một cách, đó là dùng thời gian và khoảng cách. Còn về phần liệu cô có mất cơ hội thăng chức vì chuyện này hay không, cô có cơ hội này chính là nhờ sự xuất hiện bất ngờ của anh. Giờ cô mất đi nó vì anh thì cũng chẳng hề gì, dù sao những thứ không được đoạt lấy bằng khả năng của bản thân cũng chẳng bền chắc. Trèo cao thì ngã đau, chẳng bằng cứ tiến từng bước cho chắc ăn. Diệp Dương lắc đầu, chắc anh cũng biết em không sợ lời ong tiếng ve, nhưng em sợ sẽ gây bất tiện cho giám đốc Trương. Vương Ngạn dò hỏi, hai người quay về với nhau rồi sao? Diệp Dương khựng lại, cô cười. Giám đốc Vương, anh nghĩ đi đâu vậy? Bọn em là bạn bè bình thường thôi. Vương Ngạn thấy lạ, bạn bè bình thường thì sao phải tránh né? Diệp Dương thở dài, giả vờ thẳng thắn. Anh biết hết chuyện mà còn hiểu lầm bọn em quay lại với nhau. Vậy những người khác sẽ càng dễ hiểu lầm hơn. Trước đó anh ấy không muốn để người khác biết quan hệ giữa bọn em. Về sau tiết lộ trong buổi tiệc mừng công cũng là vì muốn giải vây cho em thôi. Mấy hôm trước, giám đốc Trương lại góp ý cho bản kế hoạch ván cờ danh lợi. Người ta đã tận tình tận nghĩa rồi, em cũng phải biết ý chứ. Nên giữ khoảng cách, để dành đường lui. Về sau có việc gì cần giúp thì người ta mới niệm tình cũ. Nếu giờ bòn rút hết tình nghĩa của anh ấy thì về sau có chuyện gì, chắc người ta cũng chẳng quan tâm tới em đâu. Anh nói xem có đúng không? Vương Ngạn trầm ngâm một chốc rồi mới lên tiếng. Cô nói có lý, đàn ông đặc biệt là những người đàn ông thành công đều có lòng thương hoa tiếc ngọc với người mình từng yêu, nhưng cũng phải có chừng mực thôi, nếu không sẽ rất dễ khiến người ta phản cảm. Thế này đi, lần này tôi để Quách Thắng Nam phụ trách ván cờ danh lợi, cô và Lâm Thiên Nhất làm bát tiên vượt biển. Dù sao bên giám đốc Hàn cũng muốn hợp tác với cô, giờ tôi để cô quản lý dự án chắc họ sẽ càng tin tưởng vào lần hợp tác này hơn. Diệp Dương gật đầu, vâng, em nghe theo sự sắp xếp của giám đốc Vương. Sau đó Vương Ngạn bèn gọi Quách Thắng Nam vào văn phòng. Anh ta không nói cho Quách Thắng Nam biết Diệp Dương không muốn nhận ván cờ danh lợi vì tránh điều tiếng. Chỉ bảo trước đó cô phụ trách em đang bước vất vả quá nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Dù bọn họ không nhận toàn bộ mảng marketing của ván cờ danh lợi, nhưng cường độ làm việc cũng vẫn rất cao. Cô sợ mình không gồng nổi nên mới quyết định bỏ qua cơ hội này. Quách Thắng Nam bất ngờ đưa mắt nhìn Diệp Dương. Diệp Dương cười giải thích, tôi bận bù đầu 3 tháng nay, gần đây càng ngày công việc càng nhiều, đến ngủ cũng không xong, uống thuốc chẳng ăn thua. Đến hai bệnh viện khám bệnh, người ta đều bảo tôi bị áp lực quá, dặn phải nghỉ ngơi cẩn thận. Tôi sợ đang làm dự án thì lại quỵ mất, lại nhỡ việc nên mới xin giám đốc Vương cho rút. Nếu cô nhận thì đừng trách tôi không nhắc bên A này khó chịu lắm, nhưng không chừng cô nhận về lại giống tôi cũng nên. Rồi cô lại bảo Vương Ngạn, nhưng sức khỏe của Thắng Nam rất tốt, đừng bảo là một bộ ván cờ danh lợi. Mà đến 10 bộ chắc cũng chẳng hề hấn gì. Quách Thắng Nam khựng lại trong giây lát rồi bật cười. Dương Dương là người chịu áp lực giỏi nhất công ty ta. Cô ấy mà không chịu được thì e tôi cũng chẳng cáng đáng nổi. Nhưng nếu giám đốc Vương đã nói cho tôi cơ hội thì tôi cũng muốn thử một lần. Xem rốt cuộc họ khó chịu tới đâu. Rồi Quách Thắng Nam lại quay sang Diệp Dương. Đây là khách cũ của cô. Nếu tôi gặp khó khăn thì cô cũng phải giúp tôi đấy. Dù sao cô cũng từng hợp tác với họ rồi. Chắc chắn phải biết cách ứng phó với họ hơn tôi. Diệp Dương cười. Nếu cô lựa lúc tôi không bận thì tôi không thể từ chối được rồi. Vương Ngạn bèn bảo. Vậy cứ quyết thế đã nhé.
Nhưng giờ hai dự án này đều chưa ký được hợp đồng, các cô cũng không phải băn khoăn quá đâu. Cứ ký xong rồi tính sau. Các cô cũng đừng nói với ai cả, cứ làm quen riêng với bên A trước đã, để lúc cần trao đổi với họ cũng đỡ luống cuống. Hai người gật đầu, rời khỏi văn phòng của Vương Ngạn chưa được bao lâu, Diệp Dương nhận được tin nhắn từ Quách Thắng Nam, hỏi hôm nay cô có rảnh không để mời cô ăn cơm. Diệp Dương cũng muốn nhân cơ hội này để thân quen với Quách Thắng Nam, xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Dẫu sao họ cũng thường xuyên đụng mặt nhau, nhưng cô và Quách Thắng Nam đều không giỏi điều tiết bầu không khí, nên Diệp Dương quyết định mời cả Lâm Thiên Nhất theo. Ăn cơm xong, ba người lại tới quán karaoke. Hôm nay tâm trạng Diệp Dương rất tốt, uống mấy ly rượu xong, cô cũng không giữ kẽ như mọi khi nữa. Cô điên cuồng hát mấy bài, tới độ Lâm Thiên Nhất phải mắt tròn mắt dẹt, luôn mồm bảo cô điên rồi, hình tượng thục nữ tàn nát không sót lại gì. Lúc rời khỏi quán karaoke, đứng chờ xe buýt, Diệp Dương lại nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ cô nói ở quê có người giới thiệu đối tượng cho cô, người này ở Giang Âm cũng không phải dạng nghèo khổ gì. Mọi người đều cảm thấy hai bên hợp nhau và muốn cô về gặp người này. Diệp Dương nói cô tạm không có ý định về quê sống, mà nhà trai thì chắc chắn cũng sẽ không chịu lên Bắc Kinh, hai bên cũng không cần gặp nhau. Bà Diệp thấy cô lại tỏ thái độ như vậy thì liền thoáng giận, lớn tiếng hỏi rốt cuộc cô muốn làm gì. Cô 28 rồi mà bạn trai cũng chẳng có, vậy chờ đến bao giờ mới kết hôn được? Diệp Dương không muốn tranh luận với mẹ về chuyện này, vì bố mẹ luôn cho rằng cô kén cá chọn canh nên mới không có bạn trai. Bọn họ nghĩ con gái mình vào được đại học nên đâm thanh cao kén chọn, nhìn ai cũng thấy trướng mắt coi thường. Bọn họ nghĩ Diệp Dương muốn trụ lại Bắc Kinh để tìm một kẻ có tiền. Họ luôn muốn Diệp Dương phiền phiến đi, đừng kén chọn quá. Diệp Dương không biết mình đã nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi, cô không muốn tìm người giàu có, dù người ta có tìm đến tận cửa thì cô cũng không cần. Nhưng chỉ cần một ngày Diệp Dương không có bạn trai, bố mẹ vẫn sẽ khăng khăng cho là vậy. Bọn họ luôn bảo Diệp Dương đừng nghĩ mình tốt nghiệp đại học là giỏi giang lắm, giờ đâu đâu cũng là sinh viên đại học. Bọn họ luôn bảo chấp nhận đi, đã là cái số rồi. Nếu người ngoài bảo vậy thì Diệp Dương sẽ chẳng buồn ngó ngàng, nhưng đến người nhà cũng nói thế. Cô chỉ thấy mình như muốn ngã quỵ. Dù cô biết nguyên cớ này cũng do cuộc sống của bố mẹ mình, bọn họ vất vả nửa đời người, nhưng vẫn không thay đổi được số mệnh. Họ cảm thấy vận mệnh là thứ không thể thay đổi được. Họ mong con gái mình cũng sẽ nghe theo sự an bài của số mệnh, đừng tự dằn vặt một cách vô vọng nữa. Không phải ai cũng kết hôn, ai cũng sinh con đẻ cái sao? Tại sao tới cô thì lại khó khăn tới vậy? Diệp Dương không dằn vặt, cũng không kén chọn. Nhưng nếu đã bước vào cuộc sống hôn nhân, thì ít ra hai người cũng phải có lời để nói với nhau chứ. Cô đâu thể tùy tiện kéo một người trên đường về được. Diệp Dương nói vậy, mẹ cô lại kéo đề tài về điểm xuất phát, cằn nhằn bảo cô kén chọn quá, nhưng điều kiện của chính cô là chẳng ra gì. Kết quả thành ra cao không tới, thấp chẳng xong, cứ kẹt mãi tại chỗ. Chẳng lẽ cô định vật vờ tới tận 40-50 tuổi mới chịu kết hôn hay sao? Diệp Dương lại tức giận, cãi vã với mẹ ngay tại trạm xe buýt. Rốt cuộc cô thua kém gì, người ta, mà phải chấp nhận số phận. Mẹ cô bảo, xuất thân cô thua kém, xuất thân là thứ không thể thay đổi. Nếu đổi được thì bà cũng muốn được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng đây không phải là chuyện con người ta có thể lựa chọn, vậy nên bà mới muốn cô chấp nhận số phận. Diệp Dương cúp máy ngay, tắt điện thoại xong, thấy những người đang đợi xe bên trạm đều đang nhìn mình, cô mới phát hiện mình vừa mất kiểm chế. Cô lên xe, trên xe buýt khá ít người, nửa sau khoang xe gần như trống không, thậm chí còn chẳng bật đèn. Cô ngồi trong bóng tối, nhìn cảnh đêm thoát sáng thoát tối lướt qua trước mắt mà cả cơ thể cô tràn ngập cảm giác mệt nhoài bất lực. Mỗi lần cô góp nhặt được một chút sức sống, mẹ cô sẽ lại đập tan nó. Bà bảo cô, đừng có mơ hão, đứng trước số phận, tất thảy nỗ lực của cô chẳng là gì hết. Diệp Dương về tới nhà, thấy chiếc vali mình đã sắp được một nửa mà cứ sững ra. Có những lúc cô thật sự muốn về quê, lấy khoản tiền mình tích góp được để mở một cửa hàng nhỏ nào đó, tìm một người điều kiện xem mình, kết hôn sinh con. Chẳng ai phải chê bai ai, chẳng ai phải coi thường ai, chẳng ai phải oán trách người kia phiền lụy mình. Ngày còn trẻ, cô ôm mộng công thành danh toại, nghĩ dù có chết, cô cũng phải chết ở Bắc Kinh, cô sẽ không bao giờ về nhà. Giờ càng lúc cô càng có cảm giác sớm muộn gì, mình cũng phải trở về, vì nơi này vốn không thuộc về cô. Không sao, chịu đựng thêm vài năm nữa, kiếm được thêm chút tiền, kiếm đến khi nào cô có thể mua được một căn nhà thuộc về mình, cô sẽ trở về. Con người ta có một căn nhà của riêng mình thì sẽ có sức mạnh, dù chuyện gì xảy ra cũng chẳng đến mức phải lưu lạc ngoài đầu đường xó chợ. Nếu không, dù có ở nhà bố mẹ hay khi kết hôn tới ở nhà chồng
cũng đều là ăn nhờ ở đậu, cãi nhau cũng chẳng dám lớn tiếng. Nghĩ vậy cô chợt thông suốt, tỉnh táo, cũng chẳng thấy buồn bã mất mát. Cô nằm trên giường một lúc rồi tiếp tục xếp hành lý. Đọc vạn cuốn sách chẳng bằng đi vạn dặm đường, cô vẫn phải ra ngoài để nhìn ngắm thế giới. Mấy hôm sau, cứ có thời gian cô lại lên mạng tìm thông tin du lịch. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong một chuyến đi kéo dài nửa tháng. Cô không thể dựa dẫm hết vào Diệp Vị Quân. Nếu cô và Diệp Vị Quân có thể hiểu nhau hơn, trở nên thân thiết hơn, thậm chí là xác định mối quan hệ thì tất cả đều mừng. Còn nếu dọc đường có xảy ra chuyện không vui thì coi như dứt, ai đi đường nấy, cô vẫn có thể tiếp tục hành trình. Diệp Dương đã có đủ các giả thiết về lần du lịch nước Anh này. Cô tự tin, dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng vẫn xử lý được. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã nhận ra khi đứng trước thực tế thì trí tưởng tượng thật yếu ớt, chẳng chịu nổi một đòn đã tan vỡ. Lúc đợi máy bay ngoài sân bay, cô và Diệp Vị Quân gặp được Thường Huyên, chỉ mình cô ấy. Thường Huyên nghe bọn họ đi London, bèn ngạc nhiên bảo mình cũng vậy. Chương 40. Diệp Vị Quân thấy lạ. Cô đi một mình sao? Thường Huyên bất lực. Thật ra em định đi cùng bạn, nhưng sát giờ cô ấy có việc gấp đành phải lỡ hẹn. Em lại không muốn lãng phí kỳ nghỉ dài, cho nên đành đi một mình vậy. Diệp Dương khen ngợi. Ngầu thật đấy, tôi chỉ dám đi mấy nơi trong nước một mình thôi. Còn nước ngoài thì có nghĩ cũng chẳng dám. Thường Huyên cười, em cũng đường cùng rồi, chứ ai lại muốn đi xa một mình đâu. Rồi cô ấy lại nhìn hai người với vẻ mập mờ, nhưng không ngờ lại gặp hai người ở đây. Sao, hai người yêu nhau đấy hả? Diệp Vị Quân không lên tiếng. Diệp Dương cười cười, giải thích, kết bạn đồng hành thôi. Mắt Thường Huyên sáng lên, cô nhìn Diệp Dương, vậy hay quá, hai người có ngại thêm một người bạn đồng hành không? Rồi lại phiền muộn cất lời. Cứ nghĩ đến việc phải ở một mình trong khách sạn suốt mấy hôm, rồi một thân một mình đi tham quan, là em lại thấy chán. Diệp Dương cũng chỉ thuận miệng đáp lời, nào ngờ cô ấy lại thuận đà tiến thêm một bước. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười với Diệp Vị Quân. Chuyến đi lần này của bọn tôi đều là do anh ấy sắp đặt cả, cô hỏi anh ấy đi. Thường Huyên tiến lại, thân mật níu tay Diệp Dương, ngả đầu vào vai cô, chẳng cho Diệp Vị Quân cơ hội từ chối. Vị Quân là người biết nghĩ cho người khác nhất trong công ty bọn em đấy. Chắc chắn anh ấy không nỡ để đồng nghiệp nữ của mình phải đi một mình đâu. Cô ấy nói vậy, Diệp Vị Quân cũng ngại không từ chối, chỉ úp mở. Lịch trình của chúng tôi hơi chậm, sợ cô thấy chán thôi. Thường Huyên buông Diệp Dương ra, vén tóc mai ra sau tai, vẫn cười khanh khách như không phát hiện ra ẩn ý trong lời anh. Ngày mùng 6 là em phải bay về rồi, tính tới tính lui cũng chỉ có 5 ngày nên không định đi xa, chỉ muốn loanh quanh London thôi. Hai người định ở lại London mấy ngày? Diệp Vị Quân thoáng khựng lại, anh nói, chúng tôi định ở London nửa tháng. Thường Huyên bật cười, hai người tuyệt quá. Diệp Dương cũng cười, muốn hiểu một thành phố thì phải đào sâu nó chậm rãi, hấp tấp ăn sống nuốt tươi, vô vị lắm. Thường Huyên vui vẻ, vâng, cuối cùng em cũng có chỗ trông cậy rồi, cảm ơn trời cho em gặp được cứu tinh. Hai người cố nhẫn nại mấy hôm nhé, đợi khi nào em về thì lại tiếp tục chuyến du lịch tình nhân lãng mạn nhé, được không? Nói tới nước này rồi thì còn gì mà được với không được nữa. Trước khi lên máy bay, Thường Huyên hủy phòng khách sạn đã đặt trước, định ở cùng phòng với Diệp Dương. Dù Diệp Dương không quen ở chung với người khác, nhưng nghĩ đến chuyện có thể chia chi phí ăn ở, cô thấy như vậy cũng chấp nhận được. Dù sao, khi du lịch nước ngoài thì đi lại và ăn ở vẫn là hai thứ tốn kém nhất, tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hơn nữa, cô cũng không có ác cảm với Thường Huyên, thay vào đó còn thoáng chút tình thiện cảm. Với Chu Gia Ngư, Thường Huyên là con bé giả tạo khó ưa, nhưng với Diệp Dương, cô ấy là một cô gái dũng cảm. Diệp Dương không hứng thú với chuyện Thường Huyên có ưa tranh cướp sự chú ý của người khác, có ưa quẩn quanh với đám đàn ông không. Cô chỉ hứng thú với những gì Thường Huyên tình nguyện bỏ ra vì mối tình đơn phương với Diệp Vị Quân. Cô ấy không hề che giấu tình cảm của mình với Diệp Vị Quân, không cảm thấy việc thích ai đó là một chuyện đáng xấu hổ. Diệp Vị Quân không đáp lại, cô ấy vẫn kiên trì với tình cảm của mình. Đây là điều quá đỗi đáng quý với Diệp Dương. Thời sinh viên thì những tiết mục tình yêu si cuồng thế này không hề hiếm lạ. Nhưng càng lớn, Diệp Dương càng ít bắt gặp thứ tình cảm si mê như vậy. Có thể mọi người đã biết phải tự bảo vệ bản thân, cũng có thể họ đã học được cách cân nhắc thiệt hơn. Nói chung, mọi người đều sẽ cân đo đong đếm trước khi trả giá. Phải có thứ gì đền đáp chúng ta mới dám bỏ ra. Cảm thấy không được đền đáp, ta sẽ lại bo bo giữ mình. Ví như người từng theo đuổi cô là Lâm Thiên Nhất. Ban đầu anh cũng giống Thường Huyên, nhưng khi phát hiện cô không đáp lại mình, anh quay ngoắt đi yêu cô gái khác. Đương nhiên, chuyện này rất bình thường,
nhưng so ra thì Thường Huyên đáng quý hơn nhiều. Diệp Dương không biết rốt cuộc tình cảm của Thường Huyên dành cho Diệp Vị Quân sâu sắc tới nhường nào, vì không có được nên mới sâu sắc, hay đơn thuần cô ấy chỉ thích anh thôi. Chỉ là cô cảm giác nếu lần này không phải trùng hợp mà là cố ý thì lại càng thú vị hơn. Chẳng mấy chốc, Diệp Dương đã phát hiện đúng là cô gái này rất thú vị. Trong chuyến hành trình London sau đó, Thường Huyên gần như bám theo cô mọi lúc mọi nơi, không rời nửa bước, không để cô và Diệp Vị Quân có bất cứ cơ hội đơn độc bên nhau nào. Thường Huyên rất độc chiếm Diệp Vị Quân, nhưng lạ ở chỗ, cô ấy không bao giờ có cử chỉ biểu đạt tình cảm của mình trước mặt Diệp Vị Quân. Thay vào đó, Thường Huyên luôn giữ khoảng cách an toàn với anh. Đây là một cách thức dằn vặt đầy đọa. Cả thế giới đều biết cô ấy thích Diệp Vị Quân, nhưng người trong cuộc là Diệp Vị Quân lại không dám chắc cô ấy có thích mình, nên cũng chẳng thể từ chối. Đã mấy lần, Diệp Vị Quân muốn giải thích với Diệp Dương về sự tồn tại của Thường Huyên, nhưng anh phát hiện mình không giải thích nổi, vì người ta chẳng hề đi qua giới hạn. Nếu giải thích, thì lại thành ra lại ông tôi ở bụi này. Vậy nên ba người cứ giữ mối quan hệ kỳ quái mập mờ ấy suốt mấy ngày. Nhưng cũng không phải là không thoải mái, vì Thường Huyên rất biết đón ý, lại giỏi điều tiết không khí nên chỉ cần có cô ấy xuất hiện, bọn họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tẻ nhạt. Vậy là, hễ Thường Huyên không có mặt, giữa Diệp Dương và Diệp Vị Quân sẽ có những khoảng lặng lớn, khiến họ thoáng thấy lúng túng. Trước đó, Diệp Dương và Diệp Vị Quân có bên nhau thì cũng chỉ im lặng, nhưng hai người họ thấy không hề gì, mà giờ có Thường Huyên, họ lại ý thức được sự trầm lặng này. Đêm cuối trước khi Thường Huyên về nước, bọn họ dùng bữa tại một nhà hàng bên ngoài để tiễn cô ấy. Diệp Dương cảm giác cuối cùng mình đã thoát khỏi Thường Huyên, nhưng cô cũng phát hiện mình mong cô ấy có thể ở lại, tiếp tục trở thành người đứng giữa. Ngoài ra, Diệp Dương cũng nhạy cảm phát giác ít nhiều gì, Diệp Vị Quân cũng có ý ấy. Trong bữa cơm đó, Thường Huyên uống rất nhiều rượu. Trên đường về khách sạn, cô ấy nghiêng ngả vừa đi vừa hát. Sau khi về tới khách sạn, Diệp Dương dìu Thường Huyên lên giường rồi đi rửa mặt. Ra ngoài rồi, cô thấy Thường Huyên đang ngồi trên giường ôm đầu gối khóc. Diệp Dương bước lại hỏi có chuyện gì, không hỏi thì không sao. Vừa hỏi cô ấy đã bổ nhào vào lòng Diệp Dương, nghẹn ngào khóc nấc lên. Diệp Dương không khỏi tiếp nữa, chỉ để cho cô ấy khóc. Sau khi bình tĩnh lại, Thường Huyên vừa lấy khăn giấy lau nước mắt, vừa cười. Tự nhiên cảm xúc ly biệt ập đến nên em không thể kiềm chế được. Chị Dương Dương đừng kể với ai nhé. Diệp Dương đứng dậy rót cho Thường Huyên một ly nước. Cô đưa nước cho Thường Huyên, nói, chuyện bình thường thôi mà. Thường Huyên cảm ơn cô, tiếng cảm ơn vẫn mang giọng mũi nghèn nghẹt. Cô ấy nói, chị Dương Dương, chị biết không, lần đầu thấy chị ở nhà Giang Ngư, em đã biết chị rất đặc biệt. Chị không giống những kẻ khác, không thẳng thừng chụp mũ cho người ta. Mấy hôm nay chúng ta ở bên nhau, em phát hiện mình đã đúng. Em luôn rất muốn trở thành bạn của chị, nhưng hình như Giang Ngư không thích em, mà chị ấy lại là bạn chị. Em sợ chị kẹt ở giữa lại khó xử nên không liên lạc với chị. Không ngờ lần này chúng ta lại gặp nhau. Em ít khóc trước mặt người khác lắm. Đây là lần thứ hai. Giờ nghĩ lại, chị và anh ấy đều là người có thể khiến em cảm thấy rất yên tâm. Diệp Dương cười. Anh ấy nào cơ? Thường Huyên chỉ vào tường nói. Khi đó em mới tới công ty. Vì sơ suất trong công việc nên em bị sếp mắng. Trùng hợp vì anh ấy bắt gặp. Anh ấy bèn khuyên em một câu. Vốn em cũng chẳng thấy gì. Nhưng cảm giác có người quan tâm tới mình, em không nén nổi nỗi tủi thân, bận khóc nức nở, làm anh ấy sợ hết hồn. Diệp Dương sực tỉnh, hóa ra là vậy. Thường Huyên khựng lại rồi nói tiếp. Sau hôm ấy, cảm giác của em với người ấy không giống khi xưa nữa. Em cứ không nén nổi ý nghĩ, muốn gần gũi với anh ấy. Nhưng lúc đó anh ấy đã có người yêu rồi. Em dần cảm xúc này xuống không cho nó lớn lên. Dần dần tình cảm cũng nhạt đi. Về sau có một ngày, em biết tin anh ấy chia tay với người yêu rồi, cảm giác muốn được gần gũi lại trở về. Nhưng khi đó anh ấy mới chia tay, em không dám hấp tấp nên cứ chờ đợi mãi. Nào ngờ giữa đường chị lại xuất hiện. Chị biết không, chị giống người yêu cũ của anh ấy lắm đấy, vì vậy mà em rất sợ. Vậy sao? Diệp Dương thấy hứng thú, cô hỏi. Giống chỗ nào? Thường Huyên nói thẳng. Tính cách giống, đều là kiểu người không chịu thua một tấc, thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Diệp Dương sững sờ, Thường Huyên cười nói, em nhớ có hôm hai người họ cùng ăn cơm tại một nhà hàng gần công ty, trùng hợp em và đồng nghiệp cũng đang ăn ở đó, ăn được một nửa thì chợt hai người họ lại cãi nhau. Người yêu anh ấy giận, ném ví xuống đất, bắt anh ấy nhặt lên, Vị Quân không nhặt, bảo cô ấy tự đi mà nhặt, cô ấy cũng không nhặt, về sau Vị Quân đứng dậy định đi, người yêu anh ấy nói, nếu anh đi thì về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, thế nhưng Vị Quân vẫn đi,
Vị quân đi rồi, người yêu anh ấy cũng rời khỏi đó, nhưng cô ấy không nhặt ví tiền. Em và đồng nghiệp nhặt giúp, hôm sau tới công ty đưa lại cho vị quân. Diệp Dương than thở, cô ấy khí phách quá. Thường Huyên dừng lại không nói gì thêm, chỉ nhìn cô. Diệp Dương thấy lạ, cô sờ mặt mình nhìn Thường Huyên. Sao vậy? Mặt tôi có gì sao? Thường Huyên nói, chị không thích anh ấy. Diệp Dương lại sững sờ, giờ thì Thường Huyên đã chắc chắn rồi. Em biết mấy ngày hôm nay chị đều đang quan sát em. Trong lúc chị quan sát em cũng đang quan sát chị. Chỉ cần chị thích anh ấy một chút thôi thì cũng sẽ không thể hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của em được. Nghe em nói thích anh ấy, chị không thể thờ ơ thế này. Càng không có vẻ, chẳng chút tò mò khi em nhắc tới người yêu cũ của anh ấy. Chị không thích anh ấy lại khiến em thấy khó hiểu. Tại sao chị lại đi du lịch cùng anh ấy? Có phải chị đang giữ tâm thái đi xem mắt, chỉ chấp nhân phẩm và gia cảnh của người ta, còn chuyện có tình cảm hay không cũng chẳng hề gì. Diệp Dương hé môi không đáp lời nổi. Thường Huyên chắc chắn, không phải chị đang giả vờ không quan tâm, mà chị thật sự không quan tâm. Nói rồi, Thường Huyên vén chăn bước xuống giường, sửa sang đầu tóc mặt mũi trước gương, rồi lấy một chiếc hộp đen hình chữ nhật khỏi vali, gõ cửa căn phòng kế bên của Diệp Vị Quân. Nhờ ánh đèn trong phòng, Diệp Vị Quân nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Thường Huyên, hệt như vừa mới khóc. Anh thoáng ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Thường Huyên nhìn anh cất giọng khàn khàn, em có vài lời muốn nói với anh, em có thể vào không? Diệp Vị Quân hé cửa để cô vào, sau khi đóng cửa lại, anh nhìn Thường Huyên, cô nói đi, có chuyện gì vậy? Thường Huyên ngập ngừng không cất lời nổi, Diệp Vị Quân lên tiếng, Huyên Huyên, chúng ta là đồng nghiệp mà. Nếu cô có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói đi. Nếu giúp được thì tôi... Em thích anh. Thường Huyên khẽ thốt. Diệp Vị Quân ngơ ngác. Thường Huyên thở dài nói tiếp. Có lẽ vừa gặp em đã thích anh. Cũng có thể đó là tình cảm được vun đắp sau nhiều lần gặp mặt. Nói chung là em thích anh. Em thích mỗi lần đẩy gọng kính anh lại nhíu mày. Thích mỗi khi viết gì anh đều không dùng bút bi, chỉ dùng bút máy. Thích khi giận anh bật thốt tiếng chửi thề. Thích gương mặt thỏa hiệp của anh khi bất lực. Khi anh có người yêu, em không dám thích anh, sợ anh mang gánh nặng. Lúc anh không có người yêu rồi, em mới dám thích anh. Giờ anh lại chuẩn bị có bạn gái, mà dường như anh không hề cân nhắc tới em. Đây là một cú sốc, em cảm thấy thật mệt mỏi, thật sự vô cùng mệt mỏi. Em không muốn tiếp tục nữa, vậy nên em bày trăm phương ngàn kế để gặp được hai người ngoài sân bay, mượn chuyến du lịch này để đặt dấu chấm hết. Giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi, em chỉ muốn nói với anh. Em rất thích anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều mong tới sáng ngày mai sẽ mở mắt ra. Em lại phát hiện mình không còn thích anh nữa rồi. Nhưng khi tỉnh giấc em vẫn thích anh. Em không biết tại sao một người yêu bản thân như em lại cứ phải dành tình cảm cho người không thích mình. Nhưng yêu một người không yêu mình không phải là sai, mà chỉ là ngốc nghếch thôi. Em đã cố gắng rồi. Về sau, lúc nghĩ lại em sẽ không phải hối hận. Nói rồi, Thường Huyên đưa chiếc hộp bút máy đen cho anh. Cô mỉm cười. Em tình cờ thấy cây bút này, nó rất hợp với anh. Em tặng anh làm kỷ niệm, mong khi gặp lại nhau, chúng ta sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Chương 41. Thường Huyên đưa bút cho Diệp Vị Quân, nhìn anh mấy lần, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cô vẫn không nói gì thêm, mở cửa bỏ đi. Về phòng thấy Diệp Dương đã ngủ rồi, Thường Huyên bèn rửa mặt rồi lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Vị Quân tiễn Thường Huyên rời khỏi khách sạn, bắt cho cô ấy một chiếc taxi. Khi về, anh bàn chặng hành trình tiếp theo với Diệp Dương. Diệp Dương nói mình hơi mệt, không muốn ra ngoài, bảo anh đi một mình. Diệp Vị Quân không nài ép cô, anh rời đi một mình. Bọn họ cần có thời gian giảm sóc sau khi chuyến du lịch ba người trở lại với hình thức hai người, tránh việc cả hai cảm thấy khó xử. Diệp Dương ngồi trong khách sạn một lát rồi ra công viên gần đó tản bộ. Đến chiều, Diệp Vị Quân trở lại. Anh phát hiện không thấy cô trong khách sạn, bèn nhắn tin hỏi cô đang ở đâu. Công viên ngày thu rợp một màu vàng. Diệp Dương ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán ngô đồng, thấy Diệp Vị Quân đang men theo con đường nhỏ khúc khuỷu. Anh đưa cốc cà phê trên tay cho cô nói, Americano, anh nhớ không lầm chứ? Diệp Dương nhận lấy cốc cà phê, cô cười, đúng rồi, cảm ơn anh. Nhìn chiếc ukulele trong tay anh, cô ngạc nhiên hỏi, anh mới mua à? Diệp Vị Quân ngồi xuống cạnh cô, anh tiện tay gảy một nút, âm sắc tươi vui, anh nói. Anh đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ, vào xem thấy ngứa tay nên mới mua. Diệp Dương mở nắp ly cà phê, cô nhấp một ngụm cười. Anh biết chơi à? Diệp Vị Quân nói, anh chỉ biết chút chút thôi.
Diệp Dương cười, nơi tình thơ ý họa này chỉ thiếu mỗi nhạc thôi, anh mau đàn đi. Giai điệu khúc nhạc trong veo khiến lòng người rung động, nhớ tới quá khứ mơ hồ xa xăm, nhớ tới bức họa hai đứa bé trai gái xinh xắn vừa cười vừa chạy trên con đường nhỏ bên cánh đồng. Diệp Vị Quân dừng lại rồi. Diệp Dương bèn cười, bài này tên gì vậy? Diệp Vị Quân nói, ấu thơ. Diệp Dương tán thưởng, hay thật đấy. Diệp Vị Quân đưa chiếc ukulele cho cô, em thử xem. Người ta hay gọi ukulele là guitar 4 dây, có điểm tương đồng với guitar, nhưng không phải hoàn toàn giống nhau. Diệp Dương mò mẫm đàn thử, cứ ngập ngừng ngắt quãng một hồi, nhưng vẫn nghe ra giai điệu. Diệp Vị Quân thoáng ngạc nhiên, khá đấy. Diệp Dương cười, anh có thể tìm cho em bản nhạc của See You Again không? Em xem mình có đàn được không? Diệp Vị Quân cười, có vẻ em là dân chuyên rồi. Diệp Dương cười, trước đó em từng học guitar, cũng có biết đôi chút. Gốc ngô đồng trên đỉnh đầu rụng lá, đung đưa buông mình rơi xuống bên chân. Diệp Vị Quân cầm điện thoại, nhìn cô cụm mắt chơi đàn, vẻ mặt dịu dàng chăm chú. Anh chợt nói, điều khiến anh hối hận nhất là buổi tối hôm đó lúc em tỉnh giấc trên xe, anh đã không hôn em. Diệp Dương ngước mắt nhìn anh, chỉ cười chứ không nói gì. Diệp Vị Quân lại lên tiếng, nói thế này thì hơi tự đa tình, nhưng anh thật sự có cảm giác em đang đợi anh. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy anh đã do dự, giờ nghĩ lại nếu không do dự thì có khi mọi chuyện đã bắt đầu từ giây phút đó rồi. Lúc này Diệp Dương không thể không ngừng lại, cô vẫn cười rất dịu dàng. Thật ra nếu muốn anh không do dự thì chỉ có một cách thôi, đó là em đầu thai lại, trở thành một cô gái thành phố. Diệp Vị Quân nhìn cô, Diệp Dương khẽ than, đây là nguồn gốc cho tất cả những khoảnh khắc do dự của anh. Em biết anh đã cố gắng hết sức không để bụng, nhưng anh vẫn để bụng. Diệp Vị Quân trầm lặng trong phút chốc, anh nói, gần đây anh cứ luôn suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc chúng ta đã sai lầm ở đâu. Về sau anh mới phát hiện trình tự của chúng ta bị đảo ngược. Trước khi chính thức bắt đầu, chúng ta đã phóng đại vấn đề thực tế lên, khiến vấn đề thực tế cản trở khả năng bắt đầu của chúng ta. Nếu có nền tảng tình cảm trước rồi mới tính tới vấn đề thực tế, thì có lẽ chuyện này đã chẳng trở nên nghiêm trọng tới vậy. Diệp Dương không tỏ ý gì, cô chỉ đáp, trước đó em từng chia tay vì nguyên do này. Nếu bắt đầu lại lần nữa thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Em sợ mình sẽ hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu, không thể ôm thêm mộng tưởng nữa. Chắc do bản năng tự bảo vệ, nên nếu không nói rõ vấn đề này ra, thì em không muốn bắt đầu. Thật ra lúc ở trạm xe buýt, em nói thẳng tất cả với anh, nhưng anh không trả lời em ngay. Em đã biết anh để bụng rồi, nhưng em lại cứ thuyết phục bản thân mình là người trưởng thành, không thể cứ lý tưởng hóa mọi thứ. Chẳng ai nghe một tràng những lời em nói mà hoàn toàn không để bụng điều gì. Nếu thậm chí còn không cho người ta thời gian suy xét, thì chỉ có nước sống một mình cả đời. Và lại, người nhà luôn nói em kén cá chọn canh, sẽ chẳng tìm được ai tử tế. Em ôm giận, nghĩ anh lịch sự nhã nhặn, ở bên anh có thể nở mày nở mặt. Anh lại là người thành phố, nếu đưa anh về nhà, em có thể chút được cục tức này. Vậy nên về sau anh bảo anh không để bụng, dù em không hoàn toàn tin anh nhưng vẫn quyết tâm thử một lần. Tối qua Thượng Huyên nói với em cô ấy thích anh, còn bảo em không thích anh vì em không tỏ ra ghen tị. Ban đầu em thấy cô ấy nói đúng, nhưng nghĩ kỹ em lại thấy không đúng. Phụ nữ sẽ không ôm lòng thù địch với tất cả những cô gái xuất hiện quanh người mình thích. Cô ấy sẽ chỉ bài xích những người tạo cho cô ấy cảm giác uy hiếp. Em không tỏ ra ghen tị vì em cảm thấy chúng ta không tiến thêm được, chẳng phải vì người khác mà chỉ là do chính bản thân ta thôi. Đó là việc anh cố gắng không để bụng chuyện gia đình em cố gắng không lưu tâm chuyện anh để bụng. Kết quả là càng nỗ lực kết quả lại càng tương phản. Nhưng em cảm thấy đây không phải là lỗi của ai, cũng chẳng phải vấn đề ai nên nhân nhượng ai, mà chỉ là không hợp nhau, không thể miễn cưỡng. Hồi lâu, Diệp Vị Quân nói, anh vẫn cảm thấy nếu ban đầu chúng ta không nhắc tới vấn đề thực tế, mà chỉ xét đến tình cảm, có lẽ chúng ta sẽ thực sự có kết quả tốt. Anh có linh cảm nếu như vậy, có thể chúng ta sẽ kết hôn. Anh khựng lại, nhưng giờ cũng chẳng có gì tệ cả. Trước đó chậm một chút, bước qua hố trũng này rồi, về sau chuyện sẽ diễn tiến nhanh như nhau cả thôi. Diệp Dương cúi đầu nhìn dây đàn, nghe lời kiên định của anh, động tác trên tay cô thoáng khựng. Cô ngước mắt nhìn anh. Diệp Vị Quân giữ vai cô, một tay nâng cằm cô, hôn cô cách dây đàn ukulele. Hôn xong, Diệp Vị Quân vẫn giữ vai cô, anh thoáng ngạc nhiên. Lần này em không tránh. Diệp Dương bất giác ngoảnh đầu nhìn mặt hồ, cô nói, em phản ứng chậm, không kịp tránh. Diệp Vị Quân gần như ghé sát lại bên mặt cô,
Vậy giờ chúng ta bắt đầu rồi. Diệp Dương thoáng dừng lại. Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi, tại sao anh cứ luôn nói những lời này vào lúc em muốn bỏ cuộc? Diệp Vị Quân nói, vì chỉ vào những lúc ấy em mới bỏ qua tất cả để nói lời thật lòng. Bình thường em rất kiêu căng. Em không phát hiện ra sao? Trong những khoảnh khắc do dự và từ bỏ, chúng ta đã dần nói ra được vấn đề của mình. Đây không phải chuyện xấu, em nghĩ sao? Diệp Dương kiên quyết, nói ra là chuyện nói ra, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Diệp Vị Quân nói, anh không để ý nữa thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi. Anh thoáng dừng lại, nếu anh thật sự xem trọng chuyện xuất thân đến thế thì anh hoàn toàn có thể kết hôn với người bố mẹ sắp xếp cho xem mặt. Nhưng anh không làm vậy, cũng có nghĩa thứ anh coi trọng không phải là xuất thân. Riêng anh sẽ chọn hai trong số ba thứ, nhân phẩm, tình cảm và gia cảnh. Nhân phẩm và tình cảm khuyết thiếu anh mới coi trọng gia cảnh. Nếu nhân phẩm và tình cảm đều đầy đủ, gia cảnh cũng chẳng đáng là gì. Anh tin tưởng con người em, chúng ta cũng có cảm tình với nhau, nấn ná suốt bao lâu nay rồi, chẳng lẽ em không muốn thử một lần? Diệp Dương không lên tiếng, anh lại rục rã. Nếu trong chuyến du lịch này mà chúng ta vẫn chưa xác định được quan hệ, thì khi trở về sẽ lại tiếp tục lần nữa, lúc ấy chúng ta thật sự không có cơ hội đâu. Diệp Dương cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi cô nhìn anh nói, vậy có chuyện này em phải hỏi anh. Diệp Vị Quân nói, em hỏi đi. Diệp Dương nói, tại sao anh lại yêu? Anh muốn tận hưởng quá trình yêu đương, anh muốn kết hôn sống qua ngày, hay anh thuận theo tự nhiên? Nếu tình cảm tới, anh sẽ cân nhắc tới kết hôn. Rồi cô lại bổ sung, em nói trước vấn đề gia đình mình không phải vì chắc chắn quyết sẽ kết hôn, chỉ là em không muốn giấu giếm, không muốn đến lúc nước chảy thành sông rồi, cả hai lại vì chuyện này mà tranh cãi tan vỡ. Em có thể chấp nhận việc chia tay vì tính cách không hợp, có thể chấp nhận chia tay vì tình cảm trở nên nhạt nhẽo, thậm chí có thể chia tay vì tình cảm thay đổi. Em chỉ không thể chấp nhận chuyện chia tay vì không môn đăng hộ đối. Xuất thân em không tốt không phải là lỗi của em, em cũng không thể thay đổi được việc này. Điều duy nhất em làm được là nói cho rõ chuyện, nếu người khác để bụng thì thôi bỏ đi, còn nếu không để bụng em sẽ trân trọng người ấy. Diệp Vị Quân gật đầu tỏ ý hiểu lời cô. Dù người nhà anh thúc giục nhưng chuyện này không thể gấp gáp được, anh cũng cảm thấy nước chảy thành sông là tốt nhất. Anh khựng lại tò mò nhìn cô. Nhưng anh rất tò mò, em bảo em sẽ trân trọng ra sao vậy? Diệp Dương thoáng khựng, cô nói, em thuận miệng thôi, thuận miệng nói thôi. Trên đường trở về từ công viên, Diệp Vị Quân thuận đà nắm lấy tay cô. Tay anh rất lớn, rất ấm áp. Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến Diệp Dương muốn bật khóc. Cô đã quên mất, rốt cuộc lần trước ai đã nghiêm túc nắm lấy tay cô như vậy. Cô ngẩng đầu, nhìn đi nơi khác, không muốn để Diệp Vị Quân nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình. Trước đó cô từng nghĩ, nếu mình thật sự tìm được người yêu, nhất định cô sẽ khóc một trận to trên bờ vai anh. Khi chuyện tới thật, cô cũng chực khóc, nhưng phát hiện mình không hề muốn khóc. Sau khi trở lại từ công viên, hai người dùng bữa tại nhà hàng ngoài trời trên tầng chóp khách sạn. Về phòng rồi, Diệp Vị Quân dạy cô chơi ukulele. Diệp Dương học hơn một tiếng, chắp vá ngất ngứ, cuối cùng cũng đàn được một bản See You Again hoàn chỉnh. Diệp Vị Quân quay cho cô một video ngắn, còn đăng lên mạng xã hội, nhưng Diệp Dương không muốn lộ mặt, nên anh cắt mặt cô khỏi video. Đây là lần đầu tiên Diệp Vị Quân đăng bài về Diệp Dương trên mạng xã hội. Sau khi nhận ra, Chu Gia Ngư còn gọi điện cho Diệp Dương để xác nhận. Diệp Dương gật đầu rồi, Chu Gia Ngư gào thét. Cưng ơi là cưng, cuối cùng tớ cũng đợi được ngày hôm nay rồi đấy. Bao giờ thì hai người về vậy? Tớ muốn gặp Diệp Vị Quân chết đi được ấy. Phải hỏi chuyện anh ấy với cậu trước mặt con bé óng ẹo kia mới được. Cứ nghĩ tới cái mặt nhăn tít của nó là tớ lại sướng tới mức chỉ muốn đi làm ngay lập tức. Mấy hôm sau đó, Diệp Dương và Diệp Vị Quân đi tản bộ tại vài thị trấn quanh London. Chốn thôn quê điển viên còn khiến lòng người rung động hơn cả London hoa lệ. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của cô và Diệp Vị Quân trở nên ấm áp hơn nhiều. Hai người dùng dằng suốt mấy tháng trời, cũng chẳng hiểu nhau bằng mấy hôm nay. Lúc Diệp Vị Quân nói mình mới chỉ yêu hai người, một người hẹn hò 3 năm, một người yêu tận 5 năm, Diệp Dương ngạc nhiên tới đờ đẫn. Trong số những người đàn ông sắp xỉ 30 tuổi tương đối đàng hoàng mà cô quen, gần như không có ai có ít hơn 3 cô bạn gái cũ, ít nhất cũng phải là 3 người. Một nam thanh niên tuấn tú như Diệp Vị Quân mà 30 tuổi mới yêu 2 lần thì quả là động vật hiếm quý. Nhưng dù chỉ mới yêu 2 lần thôi thì cộng lại cũng đã tới 8 năm, thời gian không ngắn chút nào. Anh nói hai mối tình trước không hề chần chừ do dự. Như hiện giờ, chỉ là sau khi chia tay của tình thứ hai, anh chợt cảm thấy ghét bỏ.
Anh cảm thấy ban đầu tình yêu luôn ngọt ngào, kết thúc thì lại đắng ngắt. Chẳng nhất thiết phải cảm nhận nó thêm lần nữa. Anh ôm thái độ mong ngóng thành công để tiến vào cuộc tình thứ ba. Vậy nên anh cũng khá thận trọng, vì nếu lần thứ ba không thành công, anh cảm thấy có thể mình sẽ từ bỏ tình yêu, tiến thẳng tới hôn nhân. Diệp Dương cũng thoáng có cảm giác như vậy. Trước đó, Diệp Dương không tin đời người chỉ có một lần yêu khắc cốt ghi tâm. Cô cảm thấy nếu chỉ có một lần thì có nghĩa mình chưa gặp được người tốt hơn. Nhưng giờ Diệp Dương buộc phải thừa nhận, không phải ta không gặp được người tốt hơn, mà vì ta đã dành quá nhiều tình yêu cho một mối tình, hao phí sạch sẽ lòng nhiệt tình của bản thân, về sau gặp người khác, ít nhiều gì cũng lực bất tòng tâm. Hai người đang trò chuyện tại quán cà phê trong khách sạn. Buổi tối, cả hai luôn ghé lại đây một lát. Sau khi tới, họ sẽ mang sách theo. Nhưng giờ họ không đọc sách nữa. Có lẽ vì vướng mắc đã được giải quyết, hai người cũng đã xác định quan hệ với nhau. Hôn hay ôm thì cũng đã làm rồi. Họ có thể nhắc tới rất nhiều những đề tài trước đây không muốn nói tới. Trò chuyện một lúc, hai người cùng rời đi trở về phòng mình. Lúc Diệp Dương đang đánh răng rửa mặt, thì Diệp Vị Quân tới gõ cửa phòng. Cô vừa đánh răng vừa ra mở cửa hỏi anh có chuyện gì. Thấy cô như vậy, anh mỉm cười bảo cô đánh răng tiếp đi. Anh đợi cô một lát rồi cùng nói chuyện. Diệp Dương để anh vào phòng. Vào phòng rồi, Diệp Vị Quân thấy màn hình điện thoại Diệp Dương để trên bàn sáng lên. Anh vươn tay cầm, chuẩn bị đưa cho Diệp Dương trong nhà tắm. Lại thấy trên màn hình có hiện tên, chỉ có hai chữ, Trương Kiền. Trong thoáng chốc, đầu anh hiện lên vô vàn suy nghĩ. Anh biết chắc đây là điện thoại riêng, vì cô và Trương Kiền không có mấy điểm chung cần bàn bạc trong công việc. Nhưng anh vẫn lấy cớ sợ lỡ mất công việc của Diệp Dương để nhận máy thay cô. Anh nói, alo, giám đốc Trương. Đầu dây bên kia khựng lại trong thoáng chốc rồi nói, Diệp Dương, anh biết em đang giận, em giận cũng phải thôi. Tối đó đúng là anh đã quá thô bạo, nhưng không phải anh giận em, mà anh giận chính bản thân mình. Giận mình cứ không kiềm chế được muốn gần gũi em. Em có ổn không? Chương 42. Diệp Vị Quân cúp máy. Diệp Dương đánh răng rửa mặt xong, bước ra ngoài thấy anh đang ngồi ngẩn ra trên giường, tay còn giữ điện thoại, cô cười hỏi, sao thế? Anh định nói gì? Diệp Vị Quân ngước mắt nhìn cô. Trong vô số những lần lưỡng lự chần chừ của anh trước đây, nếu gia đình cô khiến anh lo lắng tương lai mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm mà đâm do dự, thì Trương Kiền cũng lại là một mối chần chừ khác. Diệp Vị Quân rất có thiện cảm với người đàn ông cùng tuổi với mình này, phong độ lịch thiệp có tài, không có thói xấu hất hàm chỉ huy, xuất sắc tới độ người đồng giới cũng không ghen tị nổi, lại thêm có vẻ bề ngoài, đi tới đâu anh cũng là tiêu điểm. Diệp Vị Quân không muốn trở thành tình địch với người như anh, vì thắng thua đã quá rõ ràng. Diệp Vị Quân khó lòng chịu nổi. Tam thập nhi lập, chỉ mong ổn định, chẳng mong thay đổi. Cô hai lần thẳng thắn giải thích với anh, khiến anh tin cô và Trương Kiền thật sự không có quan hệ gì. Dù có, thì cũng là tình cảm một phía của Trương Kiền. Nhưng sao có thể như vậy chứ? Khoan nhắc tới thứ hư vô mơ hồ như tình yêu, chỉ riêng điều kiện của Trương Kiền thôi, cũng đã là sức hấp dẫn chí mạng với bất cứ kẻ tha hương tay trắng nào trôi dạt tới Bắc Kinh. Nếu cô giữ lấy anh chỉ để lưu lại thành phố này, để sống nở mày nở mặt chút đỉnh, thì giữ chắc Trương Kiền, cuộc đời cô sẽ càng rạng rỡ hơn. Ở bên anh cô phải nỗ lực cùng anh, ở bên Trương Kiền cô chẳng cần nỗ lực nữa. Đứng trước áp lực sinh tồn khổng lồ, con người ta phải có ý chí vững vàng tới đâu mới có thể khước từ một cuộc sống ưu việt sung túc đây. Chỉ là Trương Kiền càng xuất sắc thì biến số càng lớn. Diệp Vị Quân không xuất sắc như Trương Kiền, biến số cũng nhỏ hơn. Diệp Dương thấy anh im lặng không cất lời bèn hỏi, sao vậy? Diệp Vị Quân nhìn thẳng vào mắt cô. Hôm tiệc mừng công, anh bảo tiệc tan anh đưa em về, nhưng em lại đi trước. Đồng nghiệp bảo em có chuyện gấp phải về xử lý. Đó là chuyện gì? Lòng Diệp Dương trùng xuống, cô lại nhìn chiếc điện thoại trên tay anh. Giọng cô bình tĩnh tới lạ, không hề dao động. Ai gọi điện thoại vậy? Diệp Vị Quân không đáp. Anh chỉ hỏi, đêm đó em ở với Trương Kiền sao? Diệp Dương không đáp thẳng, cô nói, trước đó giữa hai ta không có gì, động cái là 10 ngày một tháng không liên lạc với nhau, thậm chí còn chẳng được coi là đang mập mờ. Trong khoảng thời gian ấy, em có gặp ai, em có làm gì cũng không hề mâu thuẫn tới mối quan hệ giữa chúng ta. Diệp Vị Quân buông tay, đặt điện thoại của Diệp Dương xuống giường rồi đứng lên bước ra ngoài. Diệp Dương lại lên tiếng, quá khứ có không quan trọng, chẳng phải những chuyện sau khi chúng ta đã xác định quan hệ mới quan trọng sao? Diệp Vị Quân dừng bước, anh thoáng ngẩng đầu. Diệp Dương, nếu em kiên quyết phủ nhận như trước kia, anh sẽ tin em. Dù không hoàn toàn tin tưởng, anh cũng sẽ giả vờ mù quáng. Nhưng em thẳng thắn thừa nhận thì anh biết phải làm sao đây? Diệp Dương chậm chậm thốt.
Em hiểu tại sao anh lại thấy khó chịu, nhưng anh không thể trách móc em vì chuyện này. Em không có lỗi gì với anh cả. Diệp Vị Quân khựng lại nói, đúng, giờ thì không. Anh đi rồi, Diệp Dương ôm trán ngồi trên giường một lúc, căn phòng vô cùng yên tĩnh, cô thoáng cảm giác choáng váng. Lát sau, Diệp Dương cầm điện thoại, nhìn chằm chằm cửa sổ trò chuyện giữa mình và Trương Kiền, trong đó có ghi chép cuộc trò chuyện kéo dài vài chục giây. Cô gọi điện cho anh, chỉ giây lát sau đường dây đã thông, nhưng không ai lên tiếng. Diệp Dương mím môi nhẹ giọng, Trương Kiền, có lời này em đã luôn muốn nói với anh. Trương Kiền đáp ừ, anh nói, giơ tay lắng nghe. Diệp Dương thở dài, hai đầu dây cách nhau vạn dặm, cô dùng giọng điệu dịu dàng nhất để thốt lên một câu tục tằn bình tĩnh nhất cuộc đời mình. Hôm xem kịch nói gặp được anh đưa cô về nhà, anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh bảo cô về đi. Khi ấy cô đã muốn ném câu này vào mặt anh. Về sau có rất nhiều lần cô muốn thét những lời ấy với anh, nhưng vì mối quan hệ công việc giữa hai người mà cô đành nuốt vào bụng. Giờ chẳng còn quan hệ công việc nữa, cô cũng không nợ nần gì anh chuyện tình cảm. Cuối cùng cô cũng có thể nói thành lời rồi. Cúp máy xong, Diệp Dương đóng cửa phòng lại rồi đi rửa mặt. Rửa xong mặt trở ra, cô nhắn tin cho Chu Gia Ngư, bảo cô ấy mình và Diệp Vị Quân chia tay rồi, dặn bạn đừng đắc ý khoe khoang, cẩn thận lại tự xấu mặt. Chu Gia Ngư ngẩn ngơ, vội vã gọi điện thoại cho Diệp Dương. Nghe cô kể lại sự tình, Chu Gia Ngư ngạc nhiên tới độ không thốt nổi thành lời. Cúp điện thoại, Chu Gia Ngư bắt đầu phiền muộn, vì cô đã lỡ diễu võ dương oai trước mặt Thường Huyền suốt mấy hôm nay rồi. Giờ chỉ mong Diệp Vị Quân không để lộ tin chia tay với Diệp Dương ra thôi. Sáng hôm sau, Diệp Dương ra quầy lễ tân hỏi chuyện. Lễ tân nói Diệp Vị Quân đã trả phòng rồi, nhưng anh để lại cho cô một tờ giấy nhắn. Diệp Dương nhận mẫu ghi chú. Diệp Vị Quân nói anh muốn tới Scotland gặp bạn học, không thể đi cùng cô được nữa. Anh dặn cô giữ gìn sức khỏe. Diệp Dương nhắn tin cho anh, bảo anh tính lại chi phí đi đường rồi gửi cô sẽ chuyển tiền cho anh. Anh đồng ý. Diệp Dương chúc anh thượng lộ bình an. Anh đáp, hẹn gặp lại tại Bắc Kinh. Sau khi chia tay Diệp Vị Quân, Diệp Dương ở lại London một ngày, cảm thấy đến giờ, chặng đường này đã thoáng tẻ nhạt vô vị, cô bèn trả phòng tới sân bay. Kỳ nghỉ lễ đã qua, mua vé máy bay về Bắc Kinh cũng chẳng khó. Sau hơn 20 tiếng, Diệp Dương đã trở lại Bắc Kinh. Máy bay vừa đáp, cô đã có một thứ cảm giác bình yên lạ lùng. Về tới khu chung cư rồi, Diệp Dương không lên thẳng nhà. Cô tới chỗ chiếc xe bán mì cuộn trứng nướng trong khu, mua mấy suất mì. Cô đi nước ngoài hơn 10 ngày, chuyện khổ nhất là không được ăn ngon. Đồ Tây thỉnh thoảng ăn một bữa thì được, nhưng ăn liên tục cả chục ngày thì lại quá tội. Cô mua hai suất mì cuộn trứng nướng, một chua ngọt, một chua cay, xách lên nhà ăn sạch cả hai như hổ đói. Ăn mì xong, cô cảm giác như mình đã sống lại, thỏa mãn nằm ngửa trên sofa. Cô thấy tất cả những chuyện xảy ra ở anh như đã cách một đời người. Ăn uống no nê rồi, Diệp Dương bắt đầu thu dọn vali. Thứ gì cần giặt máy thì quăng vào máy, món nào cần giặt tay thì giặt tay, phải mang tới tiệm giặt khô thì cô cũng xách đi. Xong xuôi cô xuống nhà, bước vào một spa trong khu chung cư, massage toàn thân. Đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng thoải mái muốn chết. Nhân viên massage nói càng đau nghĩa là xương cốt càng cứng, người cô cứng quá, về sau phải chăm đi xoa bóp thôi. Diệp Dương đang muốn tiêu tiền, chẳng cần nhân viên nói nhiều đã làm ngay một tấm thẻ thành viên. Xong, cô còn làm cả móng tay móng chân trong tiệm. Bước khỏi spa thì trời cũng đã tối, cô lại quẹo vào một salon làm đầu. 3 tiếng sau, cô đã trở ra cùng mái tóc mì tôm. Khi cô về tới nhà, Lý Tiểu Bạch cũng đã về. Thay mái tóc mới của cô, Lý Tiểu Bạch ngạc nhiên trợn tròn mắt. Diệp Dương cười hỏi, đổi kiểu tóc, đổi tâm trạng, sao, có đẹp không? Lý Tiểu Bạch ngó tới ngó lui mấy lần, cười bảo, đẹp thì đẹp, chỉ là khác trước đây quá, tớ cứ thấy lạ lạ. Diệp Dương cười ha ha, đẹp là được rồi, còn lạ thì nhìn thêm mấy ngày quen mắt là ổn thôi. Sau đó cô về phòng, gục đầu ngủ thiếp đi, ngủ tới tận lúc trời sáng. Hôm sau lúc tỉnh dậy cũng đã gần trưa, người cô đau nhức, nhưng trong cơn đau còn nảy sinh khoái cảm, nỗi đau và sự thoải mái cùng dâng lên. Diệp Dương còn chưa dùng hết kỳ nghỉ phép, cô cũng chưa có ý định đi làm lại. Bèn chậm rãi xuống siêu thị dưới nhà mua thức ăn về nấu một bàn cơm thịnh soạn. Ăn uống no say, dọn bếp xong xuôi rồi cũng đã tới chiều. Cô không có việc gì làm, bèn chân trần đi quanh nhà. Về sau lại nhớ ra mấy tấm ảnh du lịch mình chụp, lần này vẫn chưa được sắp xếp lại. Cô bèn mở laptop. Diệp Dương
Chọn lựa một hồi từ trong hơn 800 bức ảnh, sắp xếp thu gọn một hồi mà vẫn còn quá 300 tấm. Cô đăng nhập QQ, lập một album mới rồi đăng ảnh lên. Giờ với cô, tác dụng duy nhất của QQ là để lưu giữ ảnh. Đăng ảnh xong, cô nằm ngơ ngác trên giường, nghĩ chiều nay mình nên làm gì để giết thời gian đây. Nhìn poster phim đặt trên giá treo đầu giường, cô lại nhớ mình chưa xem bộ phim mới được công chiếu dịp Quốc khánh năm nay, bèn mở điện thoại ra mua vé. Cô xem phim, rồi lại tới cửa hàng sách trong trung tâm thương mại để đọc sách. Cô vừa mới mua một ly cà phê, ngồi xuống ghế thì nhận được tin nhắn của người bạn trung học vừa kết hôn vào dịp thất tịch trước đó. Cô bạn này mở một quán trà sữa ở Liên Vân Cảng, thường hay quảng cáo cho quán trà sữa nhà mình trên mạng xã hội và QQ. Mạng xã hội của Diệp Dương tràn ngập bài đăng của cô bạn. Cô thực sự không chịu được cảnh vừa mở máy đã thấy quảng cáo trà sữa của bạn mình, nhưng thỉnh thoảng lên QQ, cô cũng vẫn thấy bài của người bạn này. Diệp Dương rất hâm mộ sự nhiệt tình với cuộc sống của cô bạn. Diệp Dương lại trái ngược với bạn mình, cô ít khi đăng status. Ví dụ như QQ, đã mấy năm rồi cô không đăng gì, mà 2 năm nay cũng không hề đăng bài lên mạng xã hội. Vậy nên mỗi lần Diệp Dương đăng status, cô bạn lại có cảm giác như vừa phát hiện ra châu Mỹ, tỏ ý vô cùng kinh ngạc. Diệp Dương đăng album ảnh rất đồng bộ trật tự, vừa khéo bạn cô lại nhìn thấy. Người bạn này mở ra xem, rung động trước những bức ảnh đẹp đẽ của cô, bèn nhắn tin xin Diệp Dương tư vấn kinh nghiệm đi Anh, tỏ ý lần sau mình cũng muốn đi. Cô bạn này lại tiện tay mở mấy album khác của cô. Đã rất lâu rồi, cô ấy không vào xem ảnh bạn mình. Chưa được bao lâu, Diệp Dương lại nhận được một tấm ảnh chụp màn hình. Bạn cô hỏi, đây là ai thế? Diệp Dương mở ảnh ra xem. Phía trên là một bức ảnh chụp bóng lưng của cô, là Trương Kiền chụp cho cô. Đêm mùa hạ, bọn họ cùng đi ăn quán vỉa hè. Cô mặc chiếc váy chiffon dài, đầu vừa mới gội, hẳn còn chưa khô, trông bừa bộn xốc xách. Chắc khi ấy cô lại đang mơ màng. Trương Kiền đứng sau gọi tên cô. Cô quay đầu lại theo bản năng. Anh bèn chụp khoảnh khắc khi cô quay lại. Giây phút quay đầu, gương mặt cô đầy vẻ mơ màng. Đường phố mờ tối, dù có đèn đường nhưng tấm ảnh vẫn thoáng nhạt nhòa, in thứ cảm xúc xù xì, thô ráp. Nhưng Trương Kiền rất thích nó. Anh nói tấm này có cảm giác điện ảnh, thứ cảm xúc thô ráp ấy mang sức sống mộc mạc, rất ý vị, anh muốn giữ nó lại. Bức ảnh mờ tối nhạt nhòa được anh hình dung như vậy, khiến Diệp Dương cũng cảm thấy nó rất có phong cách, bèn đăng lên mạng. Dưới tấm ảnh chụp là phần bình luận mang phông nền đen bán trong suốt. Dưới đó chỉ có một bình luận. Diệp Dương, anh nhớ em, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Diệp Dương nhìn ngày tháng, đó là hôm sinh nhật thứ 19 của cô. Cô mở tài khoản của mình, tìm album chứa tấm ảnh. Bên dưới đúng là có một dòng bình luận như vậy. Người bình luận có biệt danh Bắc Cực Quang. Cô tiện tay mở QQ của người này ra, nhưng QQ bị giới hạn không cho người lạ xem. Diệp Dương nhìn tấm ảnh và dòng bình luận chân chân, nhìn thật lâu.